Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, cho mình hỏi một chút là ở đây có bạn nào đã bị gia đình họ hàng giục cho ăn cỗ chưa nhở? Nếu có thì nhớ điểm danh ngay xuống dưới phần bình luận nhé. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì ngày cưới là một ngày vô cùng trọng đại của chúng ta. Và trong ngày này thì mọi khâu đều được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, cẩn thận, đặc biệt là mâm cỗ cưới. Vậy có bao giờ các bạn tò mò thắc mắc mâm cỗ cưới ở Việt Nam và thế giới có gì khác nhau hay không? Và nước nào có mâm cỗ cưới ngon nhất? Nếu như các bạn tò mò thì hãy lên đồ để bây giờ cùng với Top 1 chúng mình đi ăn cưới vòng quanh thế giới nhé! Nhật Bản. Đất nước đầu tiên mà chúng ta dừng chân trong tour ăn cưới xuyên lục địa lần này chính là Nhật Bản. Mỗi nước sẽ có một nền văn hóa ẩm thực khác nhau kể cả trong tiệc cưới. Đối với đất nước có truyền thống ẩm thực phong phú như Nhật Bản, chắc hẳn sẽ có những món ăn đặc biệt chỉ dành riêng cho mâm cỗ cưới. Món đầu tiên phải kể tới đó chính là Sekihan, hay còn được gọi là nếp đậu đỏ. Sekihan được nấu từ một loại nếp dẻo với đậu đỏ Azuki. Màu hồng tự nhiên của loại nếp dẻo này được xem là biểu tượng của may mắn và niềm vui. Chính vì thế mà món Sekihan thường xuất hiện trong bữa ăn của người Nhật mỗi dịp Tết hoặc là cưới hỏi. Món ăn thứ hai bất di bất dịch trong mâm cỗ cưới ở Nhật đó chính là Kombu, hay còn được gọi với cái tên khá quen thuộc đó là súp rong biển. Vị ngọt tinh khiết của món súp là sự hòa quyện của rong biển cùng các loại rau củ quả của đất liền, tạo nên món súp kombu giàu dinh dưỡng, không thể thiếu trong mỗi dịp cưới xin ở Nhật Bản. Tiếp đến đó là món Kazunoko, trứng cá trích. Không phải ngẫu nhiên mà Kazunoko chính là món ăn mà bất kỳ cô dâu chú rể nào cũng muốn có trong dịp trọng đại của đời mình. Trứng cá trích trong nền văn hóa của Nhật tượng trưng cho sự sinh sản, con đàn, cháu đống. Chính vì thế mà việc món ăn này xuất hiện trong tiệc cưới là lời chúc ý nghĩa nhất cho sự đơm hoa kết trái của hôn nhân. Úi giời ơi, trong cỗ cưới mà có trứng cá trích thì cặp hôn phu cứ phải gọi là sản xuất hơn cả Âu Cơ của Việt Nam ấy chứ. Vâng, nằm trong top 4 món ăn không thể thiếu trong thực đơn đám cưới ở Nhật, món cuối cùng có tên gọi sushi cake, đó là bánh cưới sushi. Dẫu biết Nhật Bản là thiên đường của sushi rồi, nhưng mà nghe cái tên nó cứ sai sai làm sao ấy nhở? Nếu như cô dâu chú rể ở các quốc gia khác đều dùng bánh kem thì nhiều cặp cô dâu chú rể ở Nhật lại chọn việc chế tác chiếc bánh cưới của mình từ món ăn truyền thống nổi tiếng bậc nhất thế giới của Nhật, đó chính là sushi. Với nguyên liệu đa dạng từ cơm, trứng cuộn, rong biển, các loại cá, những chiếc sushi xinh xắn sẽ biến hình thành một chiếc bánh cưới độc nhất vô nhị. Đảm bảo những ai mà đam mê văn hóa Nhật thì chắc chắn không thể từ chối chiếc bánh cưới độc lạ này rồi. Và ngay bây giờ chúng ta lại tiếp tục lên đường để đến với anh hàng xóm láng giềng nhé. Trung Quốc. Điểm ăn cưới tiếp theo của chúng ta xin mời các bạn ghé thăm Trung Quốc, người hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau của Việt Nam. Giống như nhiều thứ khác ở Trung Quốc, món ăn trong bữa tiệc mừng cưới cũng tuân thủ những nguyên tắc truyền thống. Gia cầm và cá khi lên đĩa phải còn nguyên con, thể hiện sự trọn vẹn và đầy đủ. Món chay là cấm kỵ vì chế độ ăn uống toàn rau khiến thực khách liên tưởng tới cuộc sống thiếu thốn, thắt lưng buộc bụng. Nói đến sự kiện đời người chỉ có một lần, các yếu tố này càng được chú ý để đảm bảo mang đến sự may mắn, thịnh vượng cho cặp tân lang, tân nương trong tương lai. Một mâm cỗ cưới điển hình của Trung Quốc thường bao gồm 10 món, bắt đầu khai vị bằng heo sữa quay, cua, súp, bào ngư, cá, thịt gà và kết thúc với mì, cơm, bánh và món tráng miệng. Nghe hấp dẫn chưa kìa? Các bạn đánh chén đến đâu rồi? Đã thử qua hết được 10 món trong menu này hay chưa? Thẩm qua rồi thì nhớ để lại comment đánh giá xem cỗ cưới ở Trung Quốc xứng đáng mấy điểm trong tháng 10 nhé. Và ngay bây giờ chúng ta lại tiếp tục qua Hàn Quốc để ăn đám cưới nhé. Hàn Quốc. Nhắc tới Hàn Quốc là nhắc tới ngay xứ sở K-pop với những mỹ nam mỹ nữ khiến cho người hâm mộ cứ phải gọi là đổ đứ đừ đừ. Hâm mộ idol như thế, có khi nào các bạn quan tâm tới cả thực đơn cỗ cưới của idol mình có những món gì hay không? Câu trả lời là có hay không thì cũng phải xem tiếp video để tìm hiểu nhé. Cũng giống như các nước, hôn nhân là một sự kiện lớn của đời người của mỗi người Hàn Quốc. Các nghi thức trong lễ cưới luôn được chú trọng và chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất. Bên cạnh các món ăn hiện đại, người Hàn Quốc vẫn không quên những lễ vật ẩm thực truyền thống mang nhiều ý nghĩa đẹp cho cuộc sống của cô dâu chú rể về sau. Mỗi món ăn là một sự kết nối vô hình giữa hai bên thông gia và góp phần chúc phúc cho đôi bạn trẻ thêm gắn kết bên nhau mãi mãi. Trong mâm cỗ cưới của người Hàn thiếu gì thì thiếu, nhưng không thể thiếu được bánh bông chè tóc. Đây là một loại bánh gạo được đặt lên trên hộp lễ vật của nhà trai gửi tới nhà gái. Sự có mặt của loại bánh này có ý nghĩa mong muốn đôi tân lang, tân nương sẽ kết nối với nhau trong cuộc sống hôn nhân sau này, giống như sự gắn kết của gạo nếp, nguyên liệu chính để làm nên món ăn này vậy. Tiếp theo đó, Yepek là nghi thức ra mắt con dâu với gia đình chồng.
Theo truyền thống, cô dâu phải mang những món ăn mà bên gia đình mình đã chuẩn bị sẵn để dâng lên gia đình chồng. Các món ăn đều được bày biện đẹp mắt trong những chiếc hộp sang trọng. Các món ăn được sử dụng trong nghi thức này bao gồm táo đỏ, hạt dẻ, món cửu vị, thịt khô, gà cùng các loại bánh truyền thống của Hàn Quốc. Và thủ tục cuối cùng trong một đám cưới truyền thống ở Hàn Quốc đó là các món ăn ibaji. Sau khi hôn lễ kết thúc được vài ngày, mẹ cô dâu sẽ chuẩn bị những món ăn gọi là ibaji để mang đến gia đình thông gia như một cách thể hiện lòng tôn kính cũng như bước chào hỏi với nhau. Tùy theo từng vùng miền và truyền thống gia đình mà các món ibaji sẽ khác nhau. Các món ibaji thông thường sẽ bao gồm bánh tóc, bánh ngọt truyền thống Hàn, nhân sâm, thịt, cá, hải sản, các món phụ khác. Và tất cả đều được cho vào các hộp đựng sang trọng, đóng gói cẩn thận, đẹp mắt. Ngày nay, Hàn Quốc đã bước sang cuộc sống hiện đại, nhưng hôn lễ là chuyện cả đời, nên những món ăn truyền thống là lễ vật không thể thiếu khi cưới hỏi. Nghe xong mà tự bản thân top 1 cũng cảm thấy được mở mang tầm mắt. Họ chuẩn bị quá ư là công phu và kỹ lưỡng các bạn ạ. Các bạn có đồng ý với chúng mình hay không? Hãy để lại bình luận phía dưới video nhé! Pháp. Nước Pháp thu hút khách du lịch không chỉ nhờ khung cảnh lãng mạn, thơ mộng mà còn bởi nền ẩm thực phong phú đầy sang trọng. Người Pháp rất sành ăn uống. Những món ăn đãi tiệc của đất nước này luôn được chuẩn bị đầy kỹ lưỡng và tinh tế nhất. Đó cũng là điều dễ hiểu khi nhìn vào thực đơn tiệc cưới của Pháp thì ai ai cũng phải tứa cả nước miếng. Ẩm thực Pháp tinh tế ngay từ những món bắt đầu tiệc. Theo đó, khi mở màn một buổi tiệc cưới, người Pháp sẽ chuẩn bị những món khai vị nhẹ nhàng với khẩu phần vừa phải, chỉ đủ để kích thích vị giác thực khách mà không làm người dùng quá no. Món khai vị có vai trò khai tiệc và giúp thực khách hào hứng hơn cho những lần thưởng thức các món ăn sau. Thường thì sẽ là bánh hải sản vô ao quen, xà lách nicoi, bánh croissant mít jambon, bánh pate chao, sò điệp xào măng tây ô liu và sườn nướng Napoleon. Các món ăn trong phần chính của bữa tiệc Pháp luôn được nâng tầm độ phức tạp, cầu kỳ và đa dạng về nguyên liệu cũng như cách chế biến so với những món ăn được phục vụ trước đó. Các món chính trong menu tiệc cưới thường được chế biến từ những nguyên liệu đẳng cấp như sò điệp, tôm càng, bò Mỹ, cá hồi, thịt cừu, tôm hùm. Món ăn nào của người Pháp cũng đều được kết hợp từ những loại sốt hấp dẫn nhằm gia tăng hương vị đậm đà, béo ngậy. Sau khi đưa thực khách đi qua những hương vị đậm đà của các món ăn chính, giờ đây vị giác của khách mời cần được làm dịu bởi những món ăn tráng miệng ngọt lành. Các món tráng miệng luôn được người Pháp yêu thích đó là những loại bánh mềm, nhẹ, ít bột hoặc các món mát lạnh như là kem, thạch. Có thể kể đến những món ăn tráng miệng ngọt dịu hấp dẫn như bánh cream brulee, bánh bông lan sô-cô-la, bánh passion cheese, trái cây sốt kem phúc bồn tử, bánh cam nhân sen. Sau khi tham khảo thực đơn tiệc cưới của đất nước Pháp, tôi một chúng mình không chỉ bị cuốn vào các món ăn mà trong đầu mình đang nảy lên một ý tưởng đó là có nên cưới một anh chàng quốc tịch Pháp về làm chồng luôn vào ngay không nhỉ? Nói thế thôi, chứ muốn cưới mà được đâu. Khó ra phết đấy các bạn ạ. Và cuối cùng xin mời các bạn quay trở về Việt Nam để ăn tiệc cưới để xem nước chúng ta có những món gì nhé. Việt Nam. Lượn lờ một vòng thế giới rồi, thử hết các món ăn từ Tây đến Tàu. Chắc hẳn các bạn đã thèm món ăn Việt Nam lắm rồi đấy. Nào, ngay bây giờ, hãy cùng với mình trở về Việt Nam để chén thử một mâm cỗ đám cưới xem có gì không nhé. Mỗi vùng miền lại có đặc sản và đặc trưng văn hóa riêng, nên để thử cỗ cưới của cả ba miền trên giải đất hình chữ S thì các bạn cũng phải mài răng, luyện cơ mồm trước đi nhé. Thông thường, những người miền Bắc trong ăn uống có thói quen hướng về sự thanh đạm và thích hương vị nguyên bản của món ăn thay vì quá nhiều gia vị khác biệt. Vì thế, mâm cỗ ngày cưới của miền Bắc sẽ có chút khác biệt so với hai miền còn lại. Nếu đi đám cưới ở miền Bắc, chắc chắn bạn sẽ được thưởng thức những món ăn ngay sau đây. Món khai vị sẽ có ngô chiên bơ hoặc là nộm hải sản. Món chính gồm có chả giò hải sản, cá tượng sốt, gà hấp hành, lẩu cá bớp, bò lúc lắc khoai tây. Món tráng miệng thì sẽ có các loại hoa quả theo mùa như là quýt, bưởi, dưa hấu. Anh em nào ở miền Bắc có thấy cái thực đơn top 1 chúng mình liệt kê ở trên quen không nhỉ? Quá quen chứ còn gì nữa. Chén cỗ miền Bắc say sưa rồi, chúng ta cùng di chuyển vào miền Trung để thẩm thử xem ẩm thực cưới xin trong này ra sao nhé. Khác với miền Bắc và miền Nam, thực đơn cỗ cưới miền Trung đều mang hơi hướng vị truyền thống của cung đình Huế. Vì thế, để chuẩn bị thực đơn cho ngày cưới ở miền Trung cũng khá là phức tạp và cầu kỳ đấy. Thông thường trong tiệc cưới miền Trung thì món khai vị sẽ có từ 3 đến 4 món với hương vị nhẹ. Và hương vị của từng món ăn sẽ được tăng dần lên. Món có hương vị truyền thống đậm đà nhất chính là món chính của bữa tiệc. Thực đơn cỗ cưới miền Trung không thể thiếu bất cứ món nào trong số những món mà top 1 chúng mình sắp kể ra đây. Món khai vị là súp hải sản nấm gà và gỏi ngó sen. Món chính gồm có tôm sú rang muối, canh hải sản, cua bể bơi,
cơm tám thơm, xôi nếp, cải làn xào nấm đông cô. Và món tráng miệng sẽ có chè hà sen. Kể ra thôi mà tô mồi chúng mình đã thèm rõ rãi rồi đây này. Còn ngay bây giờ hãy tiếp tục nam tiến để thử xem cỗ cưới đất Sài Gòn có gì không nhá. So với miền Bắc và miền Trung, ở miền Nam, mâm cỗ cưới được chế biến đơn giản. Món khai vị, ngoài các món ăn nhẹ ra thì còn có thể lựa chọn các món ăn chế biến chiên. Món ăn chính có trong thực đơn không được trùng với các món khai vị. Thông thường sẽ được sử dụng các món ăn có hương vị đồng quê như là lẩu cua đồng, lẩu Thái. Thường thì người miền Nam sẽ tránh những món ăn trong thực đơn cưới như là canh đắng, canh chua vì họ quan điểm rằng đây là món ăn không đem lại may mắn cho cặp uyên ương sắp cưới. Chè no say cỗ cưới ở cả ba miền rồi, các bạn hãy thử cho ý kiến xem cỗ cưới ở miền nào là ngon nhất nhé. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lượn lờ vòng quanh thế giới để thưởng thức cỗ cưới của các quốc gia. Không biết thực đơn cỗ cưới của quốc gia nào khiến cho bạn cảm thấy vừa miệng nhất nhỉ? Hãy comment ngay xuống dưới phần bình luận để top 1 cũng như là mọi người cùng biết với nhé. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì đừng quên để lại một nút like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!